ngõ mọi đây nó nè chụp nó có gì đâu. Hello mọi người, thì hôm gà mình mới đọc được cái comment là ảnh kêu mình cho nhắc ma vợ mình tiếp. Đấy, thì mình thấy các bạn cho ảnh nói cũng hợp lý, tại vì hôm gà vợ mình nó cũng nó nói mỗi mỗi hai dài nè, nó nói mỗi mỗi hai dài mà mình kiểu mình cũng nói chơi á, nói trời trời chắc có ai ngồi anh chở á. Đấy, thì bữa nay á là ảnh kêu mình nó là làm là kiểu như giả bộ thấy có người đi theo vợ mình. Đấy, thì kiểu như mình thấy mà vợ mình không thấy. Đấy, đấy thì mình thấy ảnh ra cái màn cho này cũng ok mọi người. Đấy, cũng giống như cái màn cho anh lúc trước của mình mà người vô hình vậy đó. Đấy, thì bữa nay mình sẽ đặt camera trước, mình đợi bả về xong rồi mình sẽ bắt đầu màn cho của mình thôi nha mọi người. Bữa nay quyết định là cho bả té thái quận luôn. Đấy, ok, vô. A few moments later. Kêu vô chơi đứng ngoài đó làm gì vậy? Chứ làm gì mà thập thò thò chơi nào thôi. Kêu vô đi, đừng có người ta. Anh rồi. Quên nữa nè, hút này mới lấy.
kỳ cục cái trời, người ta lại chết mà không giỡn. Anh không có giỡn với em á. Đi vô bên đó ngồi đi. Làm gì vậy? Em nghẻo ghét quen. Trở lại, trở lại. Ngủ đi, ngủ nhỏ lại chơi đã rồi kia đi ngủ. Có ngủ ai đâu, bệnh của mình ăn chăn chứ có ai đâu trời. Chị chơi mới ngồi một thường lự đó này nè. Đâu. Rồi có ai ngoài là kêu vô đi. Nó nhộn nhạc gì không? Làm gì giỡn cái cục chơi. Lên cái gì? Ngồi đó đi. Hả? Bóp rồi. Làm gì vậy? Anh nói anh có sợ ma đâu, đừng có nhắc ma anh. Trong nhà mà khủng vậy á. Nghĩ sao cho anh con đàng hoàng ấy, nghĩ sao mà nhắc nhỏ đi mắc cỡ đứng ngoài nữa. Nghĩ gì cho anh kiểu gì? Không có, cho anh gì trời. Thôi mà đặt nhắc ma mà ta nói gì, ngồi chơi hả? Ngồi chơi, làm gì? Cái gì vậy? Anh ơi, đi ngủ. Rồi hả, ngoài không? Ai ngoài không? Ngắn vô đi để thầu không biết đó. Không có ai đâu. Ngồi đi chơi, đi ngoài đi coi. Thôi, không có ai đâu, phá cửa rồi. Vụ vụ đây, ở đây đi. Anh! Đừng có gì? Em đi. Ngồi chơi với nhỏ đây. Khủng gì đó nhé. Ngồi chơi. Làm gì vậy? Có gì đâu trời. Thôi khỏi đừng có nhát ta. Mày đặt nhát nhát. Tao đụng thế rồi. Khủng. Tao ăn gái nè. Thôi cần dán tóc lên đây đừng xả tóc nữa anh mệt. Anh nói anh không có sợ ma đâu mà. Khủng vậy. Dán tóc lên đây. Mặc đồ đặt mặc đồ rồi trắng rồi nữa mới chịu. Cái gì? Ủa, đau, đứa kẹo quá đi mẹ. Đau, đau cái bọn. Làm cái gì? Mẹ vô phòng với nó. Thôi, anh đưa bọn quánh da lại em ở đây. Ở đây chơi với nó đi, anh đây em có biết nói gì đâu. Đây, ở đây, đây, anh đi qua bọn quánh da rồi. Thôi, cho em đi với. Không có gì mà không. Cho em đi nữa. Ngồi chơi đi, tự nhiên dẫn bạn ra chứ đi đi đi, anh làm gì? Có ai đâu nó ngồi, nó ngồi nó cười hoài luôn á. Em làm cái nó cười nó vợ. Mỏi đâu. Mà kêu nó xích kem đó, nó đất lại nhà xích chỉ mặt canh tác vậy. Hả? Nó bóc mỹ đi chơi, tối rồi. Vụ anh cái gì? Ngồi đâu, đâu. Nè. Ngồi đây đây. Thôi ngồi đi, ngồi tự nhiên, ngồi kia nó ngồi thế. Nghĩ sao mình thường ghen như quỷ rồi giờ kia nó ngồi thế con gái nhà sao? Mượn cái tay em ơi. Thôi mượn cái tay nè. Thôi đang chơi quánh da đó. Thôi đi nữa. Khủng nữa, quánh da treo. Khủng. Anh đang chơi đây, đừng có giao bộ hoài. Anh không có dính bẫy này. Giao bộ vậy. Tính nhắc ra nó vậy. Tính kêu nó dẫn ma đi theo sau lưng gì đó hả? Tự nhiên ấy ở ngoài đi thẳng thẳng theo sau lưng rồi cái không vô đứng ngoài. Đứa ngoại còn nhìn nhìn qua bên nhà chớ lớn nó sợ gì? Anh ơi, vậy ngồi đi chơi đi. Nó sợ đâu mà mày đặt nhát nhát. Sức cố tình này, sức cố tình sức kem cho mặt trắng nè. Thôi đi đến giờ ở đây. Rồi bạn của em. Ngồi đây cố gắng đấy mà dẫn nha làm gì á đau chứ còn đu 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 à làm gì kìa à. Chứ không có gì còn ngồi bỏ nhỏ ngồi đây hả à? Này là diễn hình lố ở nhà nhát người ta không sợ mà còn diễn lố nữa. Thôi anh nói không có sợ đâu mà nữa khủng nghe quá à chứ không gì chỗ rất gian thôi không gì anh ngồi chơi đó đi chưa thôi em ngồi chơi đi bạn em tự nhiên kêu em ngồi chơi thẳng gì
Gửi được chứ anh? Anh đi qua bản quân gia rồi. Bỏ bạn em bỏ anh. Không biết. Vô duyên à. Không biết duyên bạn dẫn về đã cũng đi theo lương ngang lương về tới ngồi đây. Đã rồi rồi nói. Không biết. Cũng không biết. Giỡn nha anh. Đừng có chọc em nữa thôi anh. Em mới giỡn á. Tự nhiên em dẫn nó về đây hù anh đã rồi để nó ngồi đó. Em có dẫn nó về hù anh cái gì đâu. Không hù chứ nãy về em nói sao em không thấy. Không thấy kìa. Cầm điện thoại lên chụp hình đó rồi. Cầm điện thoại lên chụp hình đó. Thôi đi lố quá rồi đó. Anh thấy lố rồi đó. Cùng quá rồi đó. Thôi chụp hình thấy là tính gì. Tính gì em cho anh mấy chục triệu. Giỡn mặt trời hả? Đã rồi rồi. À, ra đây cho coi. À, thì anh chụp đi em đứng em coi. Đó, có gì đâu. Nhỏ ngồi đây em đó, muốn là chụp. Đó, có gì đâu. Ra đây coi nè, nó chụp hình thấy rõ ràng gì nè. Ra đây coi đâu, nó chụp thấy mẹ không thấy, đây giả bộ lại thấy đâu. Nó đi gọi đây hả, làm nó còn cái cười kìa. Cười gì trời, giờ nó ngồi nó cười hoài lắm. Nó nói em nó nói em dẫn nó về đã rồi bỏ nó ngồi đó. Em có nghe gì đâu, không hề dẫn luôn á. Anh ra đây. Anh bây giờ anh điện cho. Ra đây nói chuyện này. Bây giờ anh điện cho anh đi, nó nãy giờ phải bỏ nào. Chỉ có mình nên em với anh Văn bỏ nào. Ra đây nói chuyện nè, mệt lắm. Giỡn hoài. Gì? Em dẫn giờ thì em ngồi tiếp đi chứ bắt em ngồi tiếp gì? Đâu. Ra đây ngồi chơi chạy ngay nổ chạy. Đã làm gì á? Ngồi đây tao hỏi. Tôi ngồi đây. Vậy tôi ngồi đây. Thì ngồi đó đi. Ngồi đi coi làm gì vậy? Khủng quá vậy á. Vẫn đã, vẫn vừa đã rồi bỏ nó ngồi. Đâu rồi? Đưa hình xem coi. Đó rồi. Mắc gì sao? Chứ đã làm gì, mấy chụp cái tấm hình nó còn không báo đầy nữa. Tự nhiên này điện thoại đúng vậy. Ủa điện thoại em đầy lâu luôn á. Không có. Nè, dung lượng bộ nhớ. Thôi tự nhiên nó đầy vậy, bình thường có đầy đâu. Trời đất ơi, cái mệt của anh đi tính giá. Chứ em dẫn nó về đây em kêu anh tiếp là tiếp làm sao, tiếp kiểu gì? Có gì đâu. Giỡn nó kỹ trời. Có cái gì? Nè. Trời, làm cái chỗ nhỏ đang ngồi lắm nha. Có cái gì giống đâu. Đi đâu đây? Làm gì? Thôi. Đi mà tới đó. Ủa hả? Làm gì? Tính đi mà nói gì rồi, tính đi về rồi kìa. Về đi. Ủa, ngồi ngủ nhỏ lên đây chơi đã, chưa nói chuyện nó đi về rồi. Không có ngủ, đâu rồi? Ủa, leo lên. Trời leo lên cổ vợ làm cái gì vậy? Chạy đi, tăng, chạy đi mày, tăng. Anh ơi. Trời lên cổ làm cái gì vậy? Ủa, không thấy nặng nha. Trời ơi, nó ngồi lên chai luôn rồi. Ủa, trời. Đi số thì con chơi gì kỳ vậy? Chơi kỳ vậy đi xuống. Ủi không đụng nữa. Ủi không đụng nữa. Không đụng nữa luôn em ơi. Sao không đụng nữa luôn? Nó ngồi trên chơi nó sợ nó đụng luôn kìa.
Ôi chạy chứ. Ok mọi người, mình nhát bả mà mình cũng nổi da gà hết trơn mọi người. Kiểu như mình nói chuyện lên cũng hơi bị sợ sợ, tự nhiên nói lên mà sợ hơn luôn mọi người. Kiểu như nói sao mà nổi da gà luôn mấy chân. Ok mai mốt mọi người đừng có kêu mình nhát ma nữa nha, mình sợ quá. Thì video mình tới đây cũng kết thúc nha mọi người. Thì mọi người xem thấy hay nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người có clip sau nha. Bye bye.